你是欠我钱呢，哎，欠我的理发店的钱，证据在这里。你怎么不敢上法庭？哎，买呀，买少家了，买呀。呢，该打下来呢。你神经病啊，哎，公仔。太公仔在闹钱哦，这个混蛋啊，骗我钱，吃我钱了哈。这很狡猾哎，他咬住人呢，安安nói ngược呢，公仔安安安安nói ngược呢，公仔ác lắm。吵什么？吵什么？你用手段呐你，mày thủ đoạn dữ lắm á con này nè, con này là ác lắm nè mấy chị ơi。大家好，这个女人她是骗钱的，在新加坡骗很多人钱的，她吃我的钱，告她上法庭，她不敢上法庭。con này nó ác lắm thấy không mấy chị nhìn nè, đó, con này nó ác lắm, con này là nó tên Nguyễn Ngọc Giàu nè mấy chị ơi mấy chị, ta cha, chị Khan.给你坐牢啊！你犯法、啊、你，你看看哎，来玩。等啊！法庭的名。你等。派。OK。这个。OK， 派了。你等坐牢哈、啊！我跟你讲，你等坐牢。mày đợi ngồi tù đi nghe. Có người đang đợi. Nè, báo công an bắt mày đó.啊，欠钱不还钱哈，买ăn giật tiền ha mày, con này nè là con Nguyễn Ngọc Giàu nè mấy chị ơi mấy chị, hiện tiền không hoàn, mấy chị nhìn nè con này nè cẩn thận nha mấy chị ơi, mấy chị trong chợ, nè trong Facebook, mấy chị nhìn cho kỹ cho con nhỏ này nè, để em đăng lên cho, em đăng cho mấy chị coi luôn, cái hình của nó nè, thấy không nó ăn ngang nói ngược đó.Mày là thúi bắt thớ đó ôi, thúi cái gì? Mày là thúi, mày ở Singapore thúi lắm á nè. Mày ác lắm á, mày thủ đoạn lắm á, thấy không mấy chị thấy không? Nó ăn tiền nè, nó giật tiền nè, xong rồi nó ăn ngang nói ngược nè, nó chưa qua nó chuyển nè. Nè, thấy nó chửi em không mấy chị? Mấy chị, thấy nó chửi không mấy chị?看到看到吗？他吃我钱还骂我嘞，没钱人呢。nó giật tiền em nè, rồi hả? nó chửi em nè, thấy không? em lịch sự lắm, em cho nó làm công việc xong rồi em đưa nó chị với nó mà nó hầm vô vậy nè. mày đợi đi nha.